Hello anh em, chào mừng anh em trở lại với kênh Kết nối tiêu dùng. Và hôm nay chúng ta sẽ giải đáp một số thắc mắc của một số anh em, đó là trong cái khoang của họ mua về thì lúc mà khoang thì họ thấy là nó có tia lửa, nó có sẹt lửa ở trong, thì họ sợ là cái khoang nó bị hư hay là vấn đề gì đó hỏng hóc. Nhưng mà thực ra thì vấn đề như thế nào thì bây giờ hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu, và sẽ tìm hiểu về một cái bộ phận rất quan trọng của cái máy khoan nữa, đó là cái chổi than. Rồi, let's go. Đây, đầu tiên mình sẽ bấm thử cái GSB 120 LI này nha anh em coi nè. Ở trong cái động cơ của nó tóe lửa nè ha. Con này hoàn toàn mới và hoạt động bình thường, không có vấn đề gì. GSB 180 LI cũng té lửa nè. Đó. Thêm một con nữa nè, Makita DF457 nè. Là máy mới luôn ha. Con này đây, anh em thấy nè. Té lửa nè. Có tia điện ở trong nè ha. Cái này là một cái chuyện rất là bình thường của những con máy khoan mà xài động cơ có chổi than. Bởi vì khi mà hoạt động á thì chổi than nó sẽ cọ sát với lại cái cổ góp ở bên trong, cái rotor ở bên trong á, thì nó sẽ nẹt lửa khi mà nó cái ma sát của nó tăng. Ví dụ như là máy nó thắng lại đó, lúc mà cái máy nó thắng lại á, là cái lúc mà nó nẹt lửa nhiều nhất ha. Thì cái chuyện này hoàn toàn là bình thường. Còn nói chút thêm về cái chổi than thì ví dụ như anh em xài một thời gian dài, cái chổi than nó bị mòn đi thì máy nó sẽ có cái hiện tượng là nó chạy bị yếu, hoặc là khi mà nó mòn quá rồi á thì nó, khi mà chúng ta bấm thì chúng ta đè giữ luôn nhưng mà nó chạy được chút xíu thì nó dừng lại, thì lúc đó là chúng ta biết là nó đã bị hết chổi than rồi, thì lúc đó chúng ta thay chổi than. Thì những cái dòng ví dụ như là GSB 180 LI này, anh em thấy ở đây có cái chỗ để mà thay chổi than, mình chỉ cần vặn ra thôi là thay được, thì rất là dễ dàng thay ha. Cảm ơn anh em đã xem clip này, nếu như anh em thấy có ích thì hãy cho một like và chia sẻ cho bạn bè mình cùng xem nhé. Nếu như chưa đăng ký thì hãy click vào nút đăng ký ở bên dưới để mà ủng hộ Kết nối tiêu dùng, cũng như xem nhiều hơn những clip của Kết nối tiêu dùng và update kiến thức về máy móc. Rồi, cuối cùng cảm ơn anh em và hẹn gặp lại trong những clip sau.